Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Phạm Hương chính thức ra mắt dòng mỹ phẩm riêng, bất chấp mọi ồn ào chê bai nơi đất Mỹ. Trong khoảng thời gian ở Mỹ chữa bệnh, Hoa hậu Phạm Hương vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình trên Instagram. Qua ảnh có thể thấy nàng hậu sống sung sướng như bà Hoàng ở nhà lầu, đi xe sang và sở hữu nhiều nhẫn kim cương, hàng hiệu đắt tiền. Bên cạnh đó, Phạm Hương tích cực làm mẫu ảnh, chụp ảnh cho một số nhãn hàng. Vào khoảng tháng 5 vừa qua, người đẹp rục rịch chuẩn bị kinh doanh mỹ phẩm mang tên mình. Nhưng sản phẩm của Phạm Hương bị bốc hàng loạt chi tiết khó hiểu. Khi ấy, Phạm Hương chia sẻ thông tin chờ đợi FDA kiểm duyệt thành phần kem dưỡng của mình, nhưng trên vỏ lọ kem đã ghi được logo FDA. Hơn nữa, FDA cũng không hề cấp bất kỳ chứng nhận kiểm định nào cho mỹ phẩm. Phạm Hương nói kem của mình là sản phẩm dưỡng trắng da an toàn với nguyên liệu organic. Trong khi đó, thành phần của kem được in trên vỏ lại chẳng hề organic chút nào. Chưa bằng về chất lượng thế nào, nhưng nhiều dân mạng cho rằng lọ kem của Phạm Hương chẳng khác nào những hũ kem trộn được bày bán tràn lan trên mạng xã hội. Bị chê bai, bốc lạc lỗi, thế nhưng Hoa hậu Phạm Hương vẫn hạ quyết tâm tung sản phẩm này ra thị trường. Cô tích cực PR cho sản phẩm này của mình, thậm chí nàng hậu còn trực tiếp bôi kem lên da của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.